Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn đặc biệt cựu thượng nghị sĩ Nguyễn Khoa Phước nhân sinh nhật bào huynh của ông là tướng Nguyễn Khoa Nam. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, ngày 23 tháng 9. Hàng năm vào cái ngày này thì dòng họ Nguyễn Khoa có nhớ đến một cái người mà đã hy sinh tuẫn tiết trong một cái ngày quan khiên của đất nước chúng ta, một ngày định mệnh là 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái ngày sinh nhật của tướng Nguyễn Khoa Nam là một cái ngày gì đó, là một cái niềm hãnh diện của những người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại thầy Nguyễn Khoa Phước là em của tướng Nguyễn Khoa Nam, để mà có những cái câu chuyện của gia đình, hoặc là có những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn cùng quý vị để mà chia sẻ những cái câu chuyện của một cái người anh hùng của đất nước của chúng ta. Trước hết con xin được kính chào thầy ạ. Dạ. Tôi đây anh Nhân. Dạ. Chào anh. Dạ, dạ thưa thầy, khỏe thầy. Tôi cũng khỏe, cũng tạm gọi là khỏe. Con á thì tuổi rồi. Thầy nhớ là vào đầu tháng 9 thì con có đến chùa Hoa Nghiêm. Thì con có thấy trong một cái ngày mà con đi tham dự một cái buổi lễ cúng thất của một anh trưởng hướng đạo của chúng con, thì con có được dịp để mà thấy được dòng họ Nguyễn Khoa có một cái thời cúng rất là đặc biệt để cho những người trong dòng họ. Thầy có thể cho con biết từ đâu mà mình có một cái ngày đặc biệt như vậy trong tháng 9 vậy thưa thầy? Anh đã nói về dòng họ Nguyễn Khoa thì thiệt ra đó, thì theo cái phong tục á, từ mấy trăm năm rồi thì dòng họ Nguyễn Khoa của tôi nó có cái ngày lễ cái mùa thu, hồi ở Việt Nam gọi là ngày lễ mùa thu. Dạ. Để mà nhớ đến tổ tiên ông bà, cái lễ đó gọi là thu tế, tức là ngày tế mùa thu đó. Thì đó là ở Việt Nam, nhưng mà qua đấy thì thời tiết nó cũng thay đổi và hoàn cảnh mình lấy cái ngày sau ngày lễ bữa đây của mình á, để cho con cháu nó nghỉ với cái sinh về, tức là tôi lấy ngày 8 tháng 9 á. Cũng có người cũng có chỗ lấy 15 tháng 9 á, làm cái ngày thu tế đi, bởi vì nó bắt đầu nó quá thu. Thế còn nếu như ngày 7 thì nó nóng quá, nó gọi là mùa hè, thì ba con mình không có dịp để gặp nhau vì họ đi nghỉ hè xa hết á. Dạ. Thì đó là cái ngày lễ thu tế, là cái ngày một cái ngày lễ của dòng họ của tôi từ bao nhiêu năm rồi, từ hàng trăm năm rồi. Và khi mà chúng ta có một cái ngày sinh nhật để mà nhớ về tướng Nguyễn Khoa Nam á, thì thầy có những cái điều gì mà thầy muốn chia sẻ vậy thưa thầy? Tôi thì tôi bây giờ cũng không biết nói gì cả, nhưng mà tôi nói cái ngày 23 tháng 9 là cái ngày sinh, là ngày đúng đó, chứ không phải là cái ngày mà thường thường mấy xưa là làng xã nó hay hoạt đổi anh ạ. Dạ. Mấy ông cụ á, nhưng mà cái ngày này là ngày chính là đúng, là bởi vì hồi đó ba tôi ông đã sinh ở Đà Nẵng, mà thành phố của Pháp, thành phố nó thuộc Pháp, thành thử giấy tờ nó đàng hoàng. Ba tôi là một công chức hồi đó làm ở trong chính quyền Đà Nẵng, cho nên khi mà đẻ con ra là phải khai đúng ngày đúng tháng đúng giờ luôn nữa, cũng giống như bây giờ vậy đó. Yeah. Cho nên khi anh em tôi sinh tại ra tại Đà Nẵng thì khai là đúng, thì cái ngày 23 tháng 9 là ngày đúng ngày sinh của ông Nam á. Yeah. Còn bây giờ thì dường như là anh muốn biết về ông Nam về chuyện gì thì anh. Yeah. Thưa anh biết là ngoài thì tôi có thể trả lời được. Yeah. Được biết đó là ngày xưa là ông Nguyễn Khoa Nam rất là nghe lời cha mẹ của mình, mãi cho đến khi mà ba mẹ mất á, thì ông ta mới nhảy tón ra ngoài Bắc. Thì cái tính tình của ông Nam như vậy, thầy có thể chia sẻ về những cái điều hiếu thảo của ông tướng Nguyễn Khoa Nam vậy thưa thầy? Thật ra thì cái thời kỳ mà con ba mẹ tôi thì ông Nam chưa có quân đội. Dạ. Thành ra ông hiền lắm, ông thì có vẻ một nghệ sĩ hơn là một quân nhân. Đấy đó, ông chưa có quân đội. Thì sau này ông tốt nghiệp trường hành chánh ra thì ông làm trong về tài chánh ở ngoài Huế, về công chức, về chủ sự phòng ngân khổ, phòng kiểm soát tài chánh ở ngoài miền Trung. Yeah. Hồi đó thì nước mình nó đang còn là Trung Bắc Kỳ, thì là từng miền Trung là một chính phủ đó, trong chính phủ miền Nam cộng chính phủ ngoài Bắc cộng chính phủ riêng nữa. Thành thực là một thời kỳ đó là ông làm công chức, thì cái tính ông là hiền thôi, hiền lành, không bao giờ mà có cái gì mà phải làm buông lòng cha mẹ, nhưng mà ông cũng ít nói. Yeah. Đấy, hồi đó anh đứng còn trẻ thì cũng ít nói lắm, thành thực là cũng có làm cái gì để phiền lòng cha mẹ, là phiền lòng bạn bè. Yeah.
Nhưng mà ông tướng Nguyễn Khoa Nam vẽ vẽ đẹp phải không thầy? Dạ, vẽ và có sở thích âm đúng nhạc như nữa. vậy. Dạ. Cái này là đặc bây giờ giáo sư Nguyễn Văn Hai đang còn ở trên chỗ Princeton, ở trên Princeton New Jersey này, ông còn xác nhận đó. Mà bây giờ thì những bạn bè của ông Nam cũng có một số đang còn sống cũng xác nhận ông có cái tay là tay hồi đó là tay hồi hòa nó tay vẽ đó, dạ. Vẽ trường thân vẽ đẹp lắm. Đến nỗi mà ông thầy ấy, ông nói là anh về mà nếu như mà đem ra mà không 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 đem ra ngoài để cho người ta chậm thì cũng biết túi của hơn anh không. Nhưng mà ông thầy thì ông dạy thì đúng có phương pháp, còn ông Nam về thì với tư cách là một nghệ sĩ. Yeah. 18 tuổi, 17 tuổi, 28 tuổi, ông đã hình của ông đã được, tách vẽ của ông đã được triển lãm. Đã được triển lãm ở trong những cái cuộc triển lãm của thành phố. Và khi mà chúng ta nói những người mà sẽ lưu là cái danh của mình nhưng mà sẽ lại ở lại cái đất nước của mình và trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc chiến năm 1975 như vậy đó thì tướng Nguyễn Khoa Nam đã cùng với lại bốn tướng khác ngũ tướng đó, đã hy sinh đó thì cho đến bây giờ thì những người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa họ vẫn coi những cái hình ảnh đó bên cạnh đại tá Hồ Ngọc Cẩn và năm tướng đó là những cái hình ảnh còn lại trong chiến tranh Việt Nam để chúng ta có cái niềm hãnh diện về ông cha của mình đã hy sinh về đất nước. Chẳng may chúng ta đất nước chúng ta lọt vào tay cộng sản. Nhưng mà khi nghĩ về một con người mà khí phách giống như tướng Nguyễn Khoa Nam thì thầy có thể cho con biết thêm rằng tình cảm của thầy của ông Nguyễn Khoa Nam với lại thầy và những anh chị em trong gia đình thì lúc còn nhỏ thì như thế nào vậy thưa thầy? Nói thật ra thì cái tình cảm là cùng tình cảm anh em thì nó cũng giống mọi anh em khác thôi. Nhưng mà tôi thấy ông này cũng hiền mà. Thì thứ nhất là cái khi mà ông đi vô lĩnh mà ông đi một cách tự nhiên không có rụt rè không có sợ là tôi cũng lấy làm lạ. Tôi lấy làm lạ với hồi đó tôi cũng có thẻ chứng minh tức là cái vào cái năm đó là tôi cũng có giấy động viên đó anh. Nhưng mà tôi lại vì tôi được hoãn dịch vì lý do học vấn. Tôi được hoãn dịch, tôi được không phải đi lĩnh vì tôi tiếp tục học. Cái tuổi của tôi mới 18 tuổi thì học không có bắt tôi đi học và tôi vô đại học rồi. Đó thành thực là mình thấy ông Nam ông cũng là một người bình thường thôi. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao ông vô nhảy dù. Chính cái đó tôi cũng không hỏi lý do. Tại vì ông thích vô nhảy dù là đó do cái sở thích cá nhân của ông. Mà tôi nghĩ như thế này này. Ông đọc lịch sử của dòng họ nhiều lắm. Ông đọc lịch sử cái thời kia mà ông đang còn ở trong quân đội, ông có thi giờ ông đọc giả phá ông đọc. Thì trong cái dòng họ của tôi á, có một cái ông thời kỳ trước á, thời kỳ mà ông Nguyễn Ảnh đó, Nguyễn Ảnh tức là vô sau này là vua Gia Long đó. Thì trong những ông tướng của Nguyễn Ảnh có một ông tướng rất trẻ, 27 tuổi, tên là Nguyễn Khoa Kiên. Thì ông tướng này á, khi mà trong cái trận đánh ở Khánh Hòa, Nha Trang á, thì ông tướng này á, là bị Nguyễn Huệ bắt, bị phe bên kia bắt. Bắt sống thì ông Nguyễn có nghĩa là một cái người rất là về võ rất là giỏi. Ông 17 tuổi đã được làm tướng. Thì ông Nguyễn Huệ ông mới kêu lên, ông nói là bây giờ tôi phóng cho ông làm tướng lại. Nếu như ông chịu làm việc với tôi thì ông vẫn giữ chức tướng. Tại vì ông Nguyễn Huệ cũng là người Việt Nam. Anh thấy không? Mà không sao, bây giờ ông chỉ cần đổi quá, ông chỉ còn cửa. Bây giờ ông là tướng của ông Gia Long mà bây giờ ông bị bắt. Thì ông là thành là tù binh của tôi. Bây giờ ông, nếu như ông chịu làm tướng của tôi thì tôi sẽ phóng ông làm tướng, mắc hàm tướng tiếp tục làm việc. Thì ông này ông trả lời với cả, nhưng sao đó ông tự sản. Thì tôi biết là cái đức trung kiên của ông là mình thấy ghê không? Vẫn được làm tướng mà chết, chứ đâu phải giống như tướng sau mình của mình nó bắt giảm đâu. Hồi đó ông Nguyễn Huệ đó, mà ông đem ông Kiên ra là ông người có Kiên ra là ông phong làm tướng, chứ không phải là ông bắt nó, ông hành hại hết mà rất là trọng vọng. Thấy ông giỏi quá mà ông là người Việt Nam thì ông phong, nhưng mà ông Kiên thì ông là có cái đó là do một cái nền văn hóa, một cái giáo dục từ xưa rồi, nó ảnh hưởng của Khổng, của Lào mà đến nỗi mà chỉ có trung quân ái quốc á. Nó có cái trung ương công của Trung Quốc Ái Quốc là cái mục tiêu cao cả nhất của người thanh niên. Thì ông tự tử ông chết. Ông Nam tôi cho là ông bị ảnh hưởng của ông đó đó.
Như vậy Tôi nghĩ là như vậy. là tướng Nguyễn Khoa Nam đọc rất là nhiều sách vở và tài liệu về dòng họ của mình và coi Ông đó đọc là không những nhiều chứ, ông đọc nhiều mà vì ông đọc thân có việc gì thì ngoài ngoài cái ngoài những cái thế giới hành quân ra, ông đọc về sự Pháp, ông đọc về quân sự, đọc về những binh thư của Pháp, của Mỹ, ông đọc nhiều lắm chứ. Tất cả đó là anh em mà họ làm việc gần, họ mới nói ôi trong phòng ông khi nào cũng có sách, nghĩa là ngoài giờ hành quân ra là đọc sách, mà sách về binh thư thôi. Như vậy là mình có thể kết luận rằng là tướng Nguyễn Khoa Nam từ một ông quan văn, từ một cái người bên văn mà quay qua võ vì hoàn cảnh của đất nước hay không vậy thưa thầy? Hoàn cảnh của đất nước nó làm cho con người nó cũng thay đổi. Và cái khí tiết của người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi mà qua cái hình ảnh của tướng Nguyễn Khoa Nam cũng là một cái điều niềm hãnh diện cho những người cựu quân nhân hoặc là những người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con cũng con không biết Cảm ơn anh. cái điều đó con nói có đúng hay không, nhưng mà con nghĩ là như Điều vậy. đó thì cũng đúng thôi. Vì lý do là chúng con là những cái thế hệ đi sau sau đó thì dạ thưa thầy, do đó nên ở phía trước của mình mà có những cái sao bắt đẩu như vậy đó thì con đường của mình đi chắc chắn một ngày sẽ hứa hẹn mình sẽ quang phục được Việt Nam. Con Tôi xin cũng có niềm tin như vậy. con xin được cảm ơn thầy đã dành cho chúng Dạ, con ngày cảm hôm ơn anh. nay những cái giây phút để mà chia sẻ. Dạ, cảm Con ơn anh. chúc chúc sức khỏe của thầy. Con chào thầy. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về Washington DC @sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.